Rất là may mắn chỗ mình cũng có cái cây này mà từ trước đến giờ mình cũng không biết được. Chẩm chéo chưa phải là ngon nhất, ngon hơn mắc khén. Mời các bạn theo chân mình. Đây chính là cái cây cà tàng. Theo tiếng dân tộc của mình thì gọi là cây cà tàng đấy các bạn nhá. Các bạn thấy quả nó xum xuê không? Cái cây này gia vị nó còn ngon hơn cả gia vị của chẩm chéo luôn nhá. Làm gia vị ngon luôn. Và đặc biệt nhá, cái quả này nhá các bạn nhá. Các bạn hái cái quả này ăn thoải mái nhá. Nó sẽ có cái vị, nó có cái vị cay, tê và rất chi là thơm lồng luôn. Ăn nó sẽ không bị trào ngược dạ dày. Cái cây này nó còn cái tác dụng điều trị trào ngược dạ dày. Nó khác hoàn toàn với ớt hoặc là tỏi hoặc là chanh giấm của chúng ta ngày luôn. Cái quả này nó cực kỳ là hiệu quả, với lại nó có những công dụng cực kỳ là tốt trong cây thuốc luôn các bạn nhá. Đây, đây mình sẽ để cành về mình làm gia vị, làm món ăn, làm món thuốc luôn. Ngoài ra cái cây mạc tang này nó có tác dụng điều trị tất cả an thần đấy các bạn nhé. Bạn nào suy nghĩ thần kinh quá thì cũng có thể là cái cây này ta làm cây gia vị ăn được. Đây, tí này mình sẽ chế biến món ăn cho các bạn xem nhá. Mời các bạn nhá. Chính là cái loại cây này đây các bạn. Mùa này nó đang ra hoa. Cây này nó ra hoa thì rất là sung xuê luôn, tím cây luôn. Ra vị ra thì cái vỏ của thân nó có thể giảm sốt cho trẻ em rất là nhanh. Khi mà trẻ em sốt, lấy vỏ cái cây này giã ra và lấy cái nước nhớt đấy đắp lên trán, hạ sốt rất là nhanh luôn. Nên là cây này vừa làm gia vị vừa có tác dụng chữa bệnh nữa. Nên là nếu mà có điều kiện thì nhà nào cũng nên trồng một cây này, rất là tốt và hoa nở cũng rất là đẹp đấy.